Hoan hỉ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lập Tài. Đối với tướng học, tứ chi có một vai trò rất quan trọng trong việc quan sát mạng vận và cá tính con người. Người ta nghiệm thấy những người trì độn hoặc là suốt đời khốn khổ, dù bộ vị trên mặt không lấy gì quá tệ, đều có tứ chi bất quân xứng hay là không ngay thẳng. Bởi lẽ đó, tác giả Trần Đạm Nghĩa đã nói, tứ chi đối với con người cũng như là bốn mùa đối với sự phát triển của vạn vật. Bốn mùa mà không điều hòa thì vạn vật khó sinh sôi nảy nở. Tứ chi không ngay thẳng cân xứng thì kẻ đó suốt đời khốn khổ. Tướng tay cũng là một trong những căn cứ quan trọng xác định tài vận và độ may mắn vận mệnh của mỗi người. Nếu sinh ra bàn tay bị dị tật biến dạng thì đó là điểm xui xẻo báo hiệu một cuộc sống nghèo khổ chật vật. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 7 đặc điểm bàn tay xấu khiến mệnh chủ vất vả bôn ba cả đời. Gò kim tinh có vân hình lưới sâu và đậm. Gò kim tinh nằm ở đốt xương thứ 3 của ngón cái, nơi cơ thịt khá phát triển. Gò này đại diện cho sự nhiệt tình với cuộc sống. Mức độ phát triển của nó trực tiếp phản ánh tinh lực và sức sống của một người. Nếu trên gò này có vân hình lưới sâu, đậm và rõ nét, cho thấy bất luận sự việc lớn nhỏ nào của người này đều phải tự tay mình làm. Một mặt vì họ không dễ dàng tin tưởng người khác, mặt khác không có nhiệt tình giúp đỡ. Đây là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy của tướng tay vất vả bôn ba, đó đây để lập nghiệp. Người này luôn tưởng mình xử lý mọi việc nhưng do thiếu tính quy hoạch tổng thể sẽ khiến cho sự việc dường như không được tiến triển tốt. Giống như đầu voi đuôi chuột, hiệu suất của công việc thấp, lúc nào cũng làm việc tất bật vất vả nhưng đổi lại không hạt hái được thành quả gì mong muốn. Cổ tay nhiều đường vân chằng chịt. Chủ nhân của tướng tay mà có nhiều đường vân chằng chịt ở phần cổ tay hợp lại với nhau như dây xích, thường rất coi trọng vấn đề vật chất, thích theo đuổi hư vinh. Người này tuy biết tính toán cẩn thận nhưng lại hay do dự, không quyết đoán, vì thế thường xuyên rơi vào cảnh thu không đủ chi, phải bôn ba khắp nơi để làm việc kiếm sống, kiếm tiền miệt mài để bù vào lỗ hổng kinh tế do chính bản thân mình tạo ra. Trên bàn tay không có vân tài khố. Vân tài khố nằm ở trên ngón tay cái, là đường vân có nhiều hình dạng khác nhau nối giữa hai đốt ngón tay cái. Đường vân này chủ quản về tiền bạc, nếu không có nó, người đó sẽ ít gặp may mắn về tiền bạc, thậm chí có lúc phải vay mượn nợ nần chồng chất. Đường chỉ tay vận mệnh đứt đoạn. Đường chỉ tay vận mệnh hay còn gọi là đường cuộc đời, đường số phận. Vị trí của đường vận mệnh bắt đầu từ phần dưới cùng của lòng bàn tay, gần cổ tay và di chuyển dần lên ngón tay giữa. Đường vận mệnh chỉ những điều liên quan đến sự nghiệp, công việc, những tham vọng và định hướng trong cuộc sống. Đường này gián đoạn, không thẳng, đứt đoạn, hình dạng không theo quy tắc, cho thấy chủ nhân làm việc gì cũng đại khái qua loa, không có cách làm việc tới nơi tới chốn, luôn xảy ra tình trạng bỏ công cuộc giữa chừng. Vận thế cuộc đời cũng do đó mà bị ảnh hưởng nhất định. Đường chỉ tay vận mệnh có vân đảo. Đường chỉ tay vận mệnh còn gọi là đường sự nghiệp hay là vân ngọc trụ, vì nó giống như là trụ cột giữa lòng bàn tay. Đường chỉ tay này đại diện cho thành tựu trong công việc bạn đạt được, là to hay nhỏ, những mối quan hệ xã giao có mở rộng hay không, đến phạm vi nào, sự nghiệp và con đường công danh sẽ thăng tiến đến mức nào. Nếu trên vân tay vận mệnh có hình vân đảo, tức là có hình dáng trông như là hòn đảo, là điều không may. Khi có đường vân đảo xuất hiện, chủ nhân nên đề cao cảnh giác trong việc dễ thất thoát, mất tiền bạc, thậm chí phải chạy vạy vay mượn nhiều người, khó mà nở mày nở mặt. Đường công danh nhiều nhưng có đường phân nhánh. Trong lòng bàn tay, đường công danh là một đường vân dài, song song với đường chỉ tay định mệnh. Đường này xuất phát từ ngón tay áp út và có thể kéo dài xuống tận đáy lòng bàn tay. Đường công danh cho biết mức độ thành công trong sự nghiệp của mỗi người, biểu thị người đó có gặt hái được những thành công gì cho sự nỗ lực đóng góp của mình. Nếu trên đường công danh có rất nhiều đường phân nhánh nhỏ kéo dài ra, biểu thị chủ nhân là người rất rộng rãi, ham học hỏi, chịu tiếp thu kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau. Nhược điểm của họ là thiếu tính nhẫn nại, hầu như là không kiên trì được đến cuối cùng. Do đó, họ khó mà đạt được kết quả thực sự, trải qua không ít lần thất bại mới có thể tiến tới thành công. Những đường chỉ tay báo hiệu sự nghèo khó. Xem bói những đường chỉ tay đẩy người ta vào cảnh nghèo khó khi mà trên lòng bàn tay hầu hết các gò đều thấp và mềm nhũn. Không chỉ vậy, vùng đồng hỏa tinh ở giữa lòng bàn tay cũng cực thấp, thậm chí là lõm hẳn vào trong. Da tay rất mỏng, khi chạm vào có thể cảm thấy dây thần kinh bên dưới. Đây là các dấu hiệu báo hiệu chủ nhân mắc nhiều nợ nần, vướng vào các vụ kiện cáo và gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Nếu da trên bàn tay rất thô, khô và có ngón tay thô ngắn, chủ nhân nhiều khả năng là người có suy nghĩ và hành động bộc trộm, bốc đồng, nên thường dẫn đến những lúc ném tiền qua cửa sổ. Nếu chủ nhân không có đường định mệnh hoặc là đường định mệnh rất mở, nông và bị cắt bởi nhiều đường ngang, các đường chỉ tay khác có thể cũng mang tính chất tương tự. Người này dễ bị tổn thất về tài chính rất nhiều hoặc là kiếm được rất ít, thu nhập chẳng đáng là bao. Đặc biệt trong năm Canh Tí 2020 này, nếu các mệnh chủ ngay sau đây có được những nét tướng trên, cần phải đặc biệt chú ý hơn tất cả, hung họa khôn lường, tình duyên ảm đạm. Đối với mệnh chủ tuổi Tý trong năm 2020 này, phạm thái tuế lại con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, nhiều mong muốn, hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đối lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản, an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm, dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân mình, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý thủy đứng đầu nên bản mệnh cần chú ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, hành khắc chế lẫn nhau, còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Xem tử vi của tuổi Tý, con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điểm báo tử vi cũng cho thấy cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là đối với người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy Gia Cát xin nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tí chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả hay là hang động dưới lòng đất, nếu không sẽ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng mặt trước bát bảo là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Mão. Tuổi Mão trong năm 2020 gặp cục diện hình thái tuế, tài lộc sự nghiệp có bước tăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe của con giáp này trong năm Canh Tí cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan, thận. Bước vào năm Canh Tí, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, Tý thủy tọa tại chính ấn. Ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, lấy bằng cấp. Ngoài ra thì con giáp này có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình, cũng sẽ được chế độ đãi ngộ cải thiện nhiều. Tuy nhiên thì do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng, cần phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả thực sự khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạt đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng phải họa kiện tụng la tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Phong thủy Gia Cát khuyên tuổi Mão cần phải lưu ý làm gì tốt nhất phải tuân theo quy định, pháp luật. Dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần phải kiểm soát bản thân, chớ để dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc phải sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế những nơi tối tăm, âm u, ẩm ướt. Vậy nên, những người tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp hóa giải hạn thái tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Ngọ, tử vi năm 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, khi có những nốt ruồi tại những vị trí đại kỵ thì sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng. Tý Ngọ tương xung lại thêm thất sát hung tinh, khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể có vài sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay là những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như là tuế phá và tài sát còn đại diện cho những nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can canh kim đậu xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ vào năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm động cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tránh vì hám lợi nhất thời, chẳng những hao tốn tiền mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe cần phải đề phòng bệnh tình, biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt. Không nên uống nhiều rượu bia, các chất kích thích, nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, đừng để khiến cho bản thân buồn bực, khó chịu, dằn dà, để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u, ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ thân mệnh, giúp gia chủ kích tài, nạp phúc, nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người trang sức trợ mệnh Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu năm 2020 gặp cục diện tương phá, hạn thái tuế lơ lửng trên đầu, vì thế dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý dẫn đến hiểm họa về tài chính. Sức khỏe năm Canh Tí của con giáp này không được mấy khả quan. Những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp cần phải lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên khi vướng phải rắc rối, thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế, có tác dụng hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh trở nên đào hoa, có thể gặp những đối tượng hợp ý với mình ở những nơi như là quán bar hoặc là những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm thì có thể phát triển nhanh chóng, nhưng mệnh chủ cần biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp, sẽ kéo theo chính mình vào rắc rối. Tử vi 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tửu sắc thị phi, không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng thì dễ vướng phải vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình đang có. Năm Canh Tí tuổi Dậu phải đối mặt với cục diện Tí Dậu tương phá, Tí Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, mà Địa Chi và Thiên Can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh không được thuận lợi trong công việc, dễ phải chịu sự ganh ghét của đối thủ, khiến mọi chuyện không yên ổn. Bản tính bốc đồng lơ là cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Ngoài ra thì cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài. Vì thế cần phải tránh hết sức việc tham gia vào các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Tuổi Dậu cần tránh đi đến những nơi âm u ẩm ướt hoặc là những nơi có nhiều hỗn tạp như là quán bar, quán rượu, tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ cho thân mệnh, gia chủ kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.